đây. Đứng lại đây. Đứng lại đây. Đứng lại đây. Ta lên trên đây. Ta lên trên đây. Ta đây. Ta đây. Ta đây. Ta đây. Đứng lại. Ta đây. Ta đây. Ta nhanh lên. Ta lên đây. Ta tiếp đi. Anh lên. Anh lên. Trời ơi. Thôi nhảy. Đứng lại. Đứng lại. Ra đây. Ngồi lên. Đứng dậy. Anh tiếp. Đứng lên. Tiếp đi. Nè, chưa ngã ngủ với đâu, làm sao biết con nào thắng con nào mà ngưng lại? Nói như vậy hoài chán lắm. Ta có một cái ý mới, các người có dám theo ta không? Được, ngươi nói đi. Ta sẽ đặt cược 50 lạng bạc, các người có dám theo ta không? Được, ta sợ gì ngươi, ta theo. Để coi Đào thiếu gia có cái gì hào hứng. Đứng dậy. Mày ở ngoài. Coi vào lên. Ra đi. Vô đây. Vô đây. Đi vô. Vào. Ra đây. Ra đây. Coi vô lên. Ra đây. Coi vô lên. Đào thiếu gia thua rồi, chung tiền đi. Thắng rồi. Hay quá. Thắng rồi. Anh ơi. Đồ ăn hại. Mau đem đi dùng cho tao. Đào ơi, Đào, ông có sao không? Ông làm tình vậy được Đào. Đứng lại đó. Con mới đi đâu về? Ta muốn nói chuyện với con. Cha có gì nói lẹ lẹ đi. Con muốn nhảy xuống ao tắm đây nè. Đang bực bội lắm. Mày dám ăn nói với cha mày như vậy hả? Đồ phá gia chị tử. Ông chủ, xin ông chủ bớt giận. Có chuyện gì từ từ dạy bảo thiếu gia. Ta hỏi con, có phải con đã tự ý thay đổi những thỏa thuận trong khế ước của ta và tá điền đúng như vậy không? Thì con thấy cha ra điều kiện như vậy quá dễ dãi cho họ, cho nên con chỉ tăng lúa lên thôi. Ai cho phép con làm như vậy khi chưa hỏi ý kiến của ta? Nên nhớ, dù cho họ có làm công cho ta đi nữa thì họ cũng phải có cái ăn, lúc đó mới chăm chỉ ra ruộng cày xới cho ta. Nếu con thắt cổ bóp miệng họ như vậy, lấy ai ra ruộng cày cho ta nữa? Cha, con chỉ tăng một công lên 25 dạ là quá nới tay cho họ rồi. Họ kêu ca thì mình lấy rượu lại không cho họ thế. Có nhiều người muốn làm cho mình, cha sợ cái gì? Con thiệt là họ làm biếng á mà muốn còn máng ăn bát vàng, dễ dãi với họ. Họ được đằng chân lân đằng đầu. Ở đâu ra những cái giọng điệu của bọn cường hào ác bá như vậy? Từ nay về sau ta cấm con không được làm những cái chuyện hồ đồ khi chưa hỏi ý kiến của ta. Con không làm á thì cha nói con chơi bời lêu lỏng, không lo cho nhà này.
Con làm thì cha cấm này cấm nọ. Bộ cha muốn ôm đất rồi đến già đến chết hay sao vậy? Trời đánh bất hiếu. Chú ơi, mày nói chuyện với cha mày như vậy hả? Mày, chú ơi, tôi xin ông chủ đang bệnh, ông chủ bất giận. Thiếu gia, quỳ xuống xin lỗi ông chủ đi con. Quỳ xuống đi con. Thiếu gia. Dạ, để con chạy theo khuyên can thiếu gia. Thiếu gia. Đúng là cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Không biết nó giống ai mà tính tình ngang ngược hỏng hách như vậy. Thằng con này sớm mồ côi mẹ, thiếu người dạy dỗ quan tâm. Ta bận lo buôn bán nên giao cho bà vú nuôi, cưng chiều nó quá cho nên mới hư hỏng như vậy. Dạ, mong chủ bình tĩnh và bớt giận. Ông đi ra nói với ta Điền là ta là đầu xanh, nói một là một, hai là hai. Ta nói gì thì làm cái đó, không nói sai lời. Nói họ nên yên tâm mà làm. Dạ, tôi biết rồi ông chủ. Ừ, tôi đi đây. Tôi làm cái gì sai chứ? Tất cả việc tôi làm chỉ vì con nhan này thôi. Ông già rồi dễ mũi lắm. Mấy thằng ta đi xin sỏ một chút là nới tay ra. Biết rồi, gia đình này sẽ sát nghiệp vì cái tính thật ba của ông. Thiếu gia, tôi xin cậu, cậu nói nhỏ thôi, ông chủ nghe được, ông chủ buồn mà thiếu gia. Đừng nói lớn. Tôi nói cái gì sai? Không. Tất cả việc tôi làm chỉ vì con nhan này thôi. Đúng rồi, thiếu gia nói phải, thiếu gia làm cái gì cũng phải, nói cái gì cũng phải hết á. Còn ba thì ba phải, cái gì cũng xuôi theo. Đúng rồi, tôi ba phải, cái gì tôi cũng xuôi theo. Tôi ba phải. Thôi thiếu gia, bớt giận thiếu gia. Tôi có nấu nhiều món ăn ngon lắm. Bây giờ thiếu gia vô trong nhà nè, rửa tay rồi rửa mặt, ăn rồi kéo mũi nha. Cậu ơi, đau lắm không? Để tôi vào trong, tôi lột hột gà rồi lăn cho cậu nha. Đó, đó, đó. Ông đánh chết tôi, coi sau này ai sẽ để trang trọng. Thiếu gia. Tần à, con càng lớn con càng chứng. Suốt ngày con chỉ biết quấy phá nghịch ngợm. Ta không biết ta còn đủ hơi sức để chạy theo con mà khắc phục lỗi lầm. Ai, giật quá. Cậu chủ. Lực quá. Rồi, tôi biết rồi. Cậu chủ nhỏ, chưa rửa tay rửa chân mà leo giường nằm nha. Ông chủ á, mà biết được ông chủ la tôi đó. Ngủ hả? Hư quá à. Thôi nằm yên một chỗ đi, để vú lấy nước nè, rồi lau tay lau chân cho cậu chủ nha. Đợi vú một chút. Đây, đưa tay vú lau cho. Thank you.
Đây, chị cũng lao cho. Chân dơ nè. À, chân dơ quá nè. Đây, 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 chị cũng lao cho. Rồi, xong rồi đó. Chú ơi. Hả? Giờ nóng lắm, khó ngủ lắm á. Ừ, vú sơ quạt cho con ngủ, nằm xuống đi con. Cẩn thận. Xin lỗi. Ê, đây, để vú quạt cho con nha. Đó, con ngủ đi. Có ai ở nhà không? Dạ. Dạ, tôi là người của Đào Gia Trang. Ông chủ tôi sai đến đây để thăm hỏi gia đình bà. Bà là người họ Đào sao? Bà tới đây để coi thử con trai tôi sống hay chết phải không? Đúng là quân bất nhân bất đức mà. Tại sao hành hạ con tôi như vậy chứ? Con tôi có tội gì? Dạ thưa bà, ông chủ tôi hay tin, cho nên sai tôi đem một ít thuốc thang để hốt cho cháu uống. Rồi ông chủ tôi còn gửi cho bà một chút ít tiền để bà mua thêm thịt cá tẩm bổ cho cháu mau hồi phục. Dạ đây ạ. Tiền gì? Tiền có mua được mạng sống cho con tôi không? Mấy người bất nhân ác đức, tại sao mấy người làm như vậy chứ? Mấy người ác đức quá mà. Tôi không cần tiền, bà đem tiền đi về đi. Bà đừng ở đây giả nhân giả nghĩa, nói thay cho tên khốn kiếp đó. Tôi nguyền rủa nó, ra đường sẽ xét đánh chết. Bà ơi, bà đừng có nói như vậy. Tôi cũng là phụ nữ mà, cho nên tôi hiểu được nỗi đau của người mẹ khi nhìn thấy con mình bị người ta hành hạ đến thiếu sống thiếu chết như vậy. Bà thì làm sao hiểu được nỗi khổ của tôi? Bà có con đâu mà biết. Khi thấy một người mẹ cho tôi nè, thấy con mình bị thân tàn ma dại như vậy đó, bà đi về đi, không có bà tới đây. Tôi hiểu chứ, tôi cũng là mẹ mà. Nhưng tôi không có quyền dạy dỗ con của tôi nên người, cho nên tôi phải mãi chạy theo nó để chuộc lại lỗi lầm mà nó gây ra. Tiến Tư đẹp rồi đó. Dạ, hôm nay Tiến Tư muốn gì? Hả? Bầu, đúng rồi. Hôm trước á, chú Tư có dặn. Hôm nay á, đó, con gửi cho Tiến Tư nha. Gửi tiền con nha. Dạ, ước quá rồi. Tiến Tư ơi, con tặng Tiến Tư thêm con trái nữa. Cảm ơn con nha. Nhà đông mà, cho nên cứ ăn cho mát nha. Con chào Tiến Tư. Dạ. Chào anh, con mua đi. Chắc ông chủ cũng khát nước rồi, mình nên ghé quán uống nước trà rồi đi tiếp ông hả? Cũng được. Anh về anh hầm cho chị cháu ăn. Em chúc cháu mau lớn nha. Thôi. Dạ, bán cho anh nhiêu đâu. Em tặng anh mà. Cho hai chén nước. Chủ dụng nữa. Ông chủ à, thiếu già trẻ người non già, nhiều khi hành động còn thiếu suy nghĩ. Ông chủ cứ từ từ dạy dỗ cậu ấy. Đi ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa, mà ông chủ cứ suy nghĩ những chuyện buồn phiền trong lòng. Làm sao ông chủ thấy được non nước hữu tình? Chị cháu khỏe không? Khỏe. Dạ. Đây đây. Dạ anh mua đi. Màu này nó không có mấy thịt cây đó. Dạ.
ngon lắm các con. À, nhưng mà từ từ để con tặng cô được. Thật là giỏi. Buồn bán lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng. Hàng bán tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách. À, nhìn cậu thanh niên đó mà ta nhớ lúc ta còn trẻ, khi mới khởi nghiệp. Vậy về chừng mua xương hầm cho em ăn nha. Dạ. Quản gia, ông hãy nhìn xem, cậu thanh niên đó giống ta như lúc còn trẻ. Không biết ta có bị qua mắt không. Thật là kỳ lạ, hai người giống nhau như hai giọt nước. Sao lại có sự trùng hợp đến như vậy chứ? Quản gia. Dạ. Ta có linh tính là cậu thanh niên kia có cùng huyết thống với ta. Quản gia, ông hãy tiếp xúc và tìm hiểu xem gia thế của cậu ta như thế nào rồi báo cho ta biết. Dạ. Ta sẽ ném đá cho nàng xem. Dạ. Wow, đẹp quá Thúc công tử ơi. À, thì ra là Thúc công tử. Chẳng hay ngọn gió nào đã đưa Thúc công tử qua tận nơi này vậy. Còn đây là... Đây là người ngọc của ta, tên là Thủy Cúc. Còn vị này là Đào công tử, một công tử nổi tiếng khắp cái làng này mà ai cũng biết đến. Thúc công tử đã quá lời rồi. Ruộng vườn nhà ta có xá gì so với Thúc công tử đây. Nhưng cảnh sông nước ở đây có gì đẹp mà khiến cho Thúc công tử phải lặn lội qua tới bên này? Chẳng qua là ta nghe Thủy Cúc đây đồn rằng dòng sông này rất đẹp lúc hoàng hôn, nên ta chiều ý người đẹp mới dẫn nàng đến đây. Đẹp quá. Đó chỉ là tài lẻ của ta thôi. Rồi từ từ nàng sẽ thấy ta còn nhiều tài khác hơn. Thì ra những tài lẻ đó làm cho người đẹp đây phải cười và vui như vậy. Thì ta đây cũng muốn thử. Đào công tử cũng biết hay sao? À, tạm tạm thôi. À, tôi có ý này. Hay là tôi sẽ đứng ra làm trọng tài cho hai công tử trổ tài với nhau. Nếu ai giỏi hơn thì tôi sẽ hầu hạ đêm nay. Hay, ý hay đó. Được, ta sẽ là người ném trước. Wow, Thúc công tử giỏi quá. Thúc công tử luyện đá thật là điêu luyện. Bây giờ đến lượt Đào công tử. À, trước khi ta trổ tài thì ta có ý này. Sỏi đá ném xuống mặt hồ nó sẽ không long lanh và lóng lánh cho lắm. Nàng có bao giờ thấy một đàn cá vàng tung tăng trên mặt nước chưa? Ta sẽ cho nàng xem. Đấy. Kìa Thủy Cúc, nàng sao vậy? Dạ, đúng như là một bồng lai tiên cảnh vậy đó. Đàn cá vàng lóng lánh lung linh trên mặt nước. Ôi, thật là huyền diệu. Nếu muốn làm cho người đẹp cười thì ai cũng có thể làm được. Nhưng mà để cho người đẹp phải há hốc mồm, quên cả vỗ tay thì có đáng tâm phục khẩu phục không Thúc công tử? Ngươi thì cốt, nàng chấm điểm đi. Dạ, dĩ nhiên là Đào công tử rồi. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được diện kiến. Hôm nay Đào công tử đã làm cho ta được mãn nhãn.
Thì Cúc đã quá lời rồi, ta đây làm sao có thể so bì được với Túc công tử đây. Nhưng người xưa có câu: chim khôn chọn cành mà đậu. Nàng thông minh chắc hiểu ý ta nói gì mà đúng không? Đại công tử, người vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ. À, nhưng có cái này, nàng đã là người của Thúc công tử đây, mà ta là không dùng vật đã xài qua. Tiếc thay, tiếc thay, tiếc tay. Dạ, dạ. Đào thiếu gia, Đào thiếu gia, xin cậu thương tình cho tôi vay thêm tóc để tôi làm cái mùa lúa này. Tôi hứa năm sau tôi sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho cậu nghe cậu. Ông là gì? Dạ, đây là ông Tứ, tá điền của nhà mình. Năm vừa rồi có thuê nhà mình 2 dạ, nhưng mà cuối năm không có thấy trả vốn lẫn lãi gì hết á. Còn có tới nhà vài lần rồi mà không có thu được gì hết cậu. Ông thiếu mình bao nhiêu? Dạ, tổng cộng là 10 dạ. Vậy mà bây giờ còn muốn vay nữa hả? Lần nào cũng tới nhà đòi nợ cũng khóc lóc, xin khất hết đó cậu. À, thì ra là ông Tứ thuê đất ở xẻo đây mà, đúng không? Dạ, dạ, dạ đúng rồi. Dạ thưa cậu, nợ cũ chưa trả mà bây giờ mở miệng ra vay nợ mới, thật lòng tôi không muốn đâu. Nhưng mà nếu không vay thì đâu có thóc để tôi làm để trả cho cậu. Nhưng vì đến đường cùng rồi, xin cậu hãy thương tình, cậu giúp cho tôi, cho tôi con đường sống nghe cậu. Ông cũng khéo mồm khéo miệng đó. Nhưng tôi nói cho ông biết nè, thóc tôi cho ông vay, đất tôi cho ông thuê, đâu thể nào nói bằng miệng là trừ hết được. Tôi không cần biết ông làm bằng cách gì, nội trong 3 ngày phải trả hết 10 dạ lúa đó. Còn không, tôi sẽ lấy lại đất không cho ông thuê nữa. 10 dạ lúa đó ông thiếu tôi thôi cho kiện lên quan, vì tội ông bất tính. Lo mà tính đi, ở đó còn phải đặt dai hả? Cậu cậu ơi vậy là chết tôi rồi cậu ơi. Không có đất á, lấy gì mà tôi làm ruộng? Rồi nếu không có làm á thì thóc đâu mà tôi trả cho cậu? Tôi xin nguyện làm trâu làm bò cho cậu, miễn cậu cho tôi con đường sống đi cậu. Hôm trước á tôi có gặp ông chủ, ông chủ hứa là sẽ quản lại nợ cũ cho tôi vay thóc mới, mà sao cậu cứ cho người tới đòi nợ và phá nhà tôi hoài vậy cậu? Bất giác ông chứ cậu. Cậu này là xin người, cậu mà cậu. Ông này là người đã mét với ông chủ là cậu ép ông đó. Dạ cậu ơi. Thì ra là ông già ó đâm này. Nghe ông nói cũng thấy tội. Cha tôi hứa là sẽ khất nợ cho ông đúng không? Dạ đúng đó cậu. Ông nói là ông sẽ làm trâu làm bò cho ta nếu ta cứu ông. Dạ dạ dạ, tôi hứa với cậu mà. Ý hay đó. Tôi vừa nghĩ ra một cách. Nếu ông làm cho tôi vui á thì tôi sẽ khất nợ cho vay thêm thóc mới. Dạ cách gì vậy cậu? Bây giờ ông dẫn tôi ra miếng ruộng mà ông thuê nhà tôi. Tôi sẽ chỉ cho ông cách măng ruộng. Dạ dạ. Dạ dạ cậu. Đi. Yên tâm đi. Dạ. Vui lắm. Dạ, bẩm lão gia, quản gia đã về rồi ạ. Ông chủ, ông có tin vui à? Ngồi đi. Dạ. Ông đi đường xa chắc là mệt lắm hả? Uống chén chè đi. Dạ. Rồi từ từ nói cho ta biết. Dạ thưa ông chủ, theo dấu chân của người thanh niên đó, tôi đã gặp được một người. Nói ra thì chắc ông không tin đâu. Đó chính là mẹ ruột của Gia Quý. Gia Quý? Dạ, là tên của người thanh niên có gương mặt giống ông thời lúc trẻ đó. Mẹ cậu ta là ai? Tên gì? Là Bích Đào. Bích Đào? Dạ đúng rồi ạ. Cô nhân, ngày xưa nàng bỏ đi không nói một lời. Ta đã cho người đi tìm kiếm khắp nơi mà nàng vẫn bật vô âm tín. Không biết vì lý do nào mà nàng lại trốn tránh ta, trong khi chỉ còn 3 ngày nữa thôi là ta chính thức đưa nàng về nhà.
để cho nàng một cái danh phận. Thưa ông chủ, chuyện này có nhiều khúc mắc, ông chủ nên tìm gặp cổ để hỏi cho ra lẽ. Vậy còn gia quý? Gia quý chính là giọt máu của ông. Khi bỏ đi, cổ đã có thai 3 tháng. Thảo nào, nó giống tạc như ta lúc trẻ. Từ hình dáng tới tính tình, không ngờ có ngày ta đã tìm được giọt máu rơi của mình. Có phải là sự an bài do ông trời sắp đặt? Vậy cũng an ủi được cho ông chủ rồi. Gia quý tính tình nhân từ, lại giỏi giang nữa, chắc chắn ông trời đang bù đắp cho ông chủ đó. Đúng rồi, mau nhà ngươi dẫn ta đi đến đó mau đi. Dạ, dạ. Đi, đi nhanh lên. Ta sẽ giữ lời hứa với ông, sẽ cho ông vay thêm lúa và khắt nợ. Nhưng ông cũng phải giữ lời hứa làm trâu làm bò cho ta, hiểu chưa? Đúng rồi đó, bây giờ ông xuống đó làm trâu cày ruộng cho thiếu gia coi đi. Mai ra cậu ấy vui, cậu ấy sẽ cho ông vay thêm. Nè, ta đang vui, bây giờ ông hãy làm trâu làm bò cày nát cái ruộng này cho ta. Ta sẽ khắt nợ cũ và cho vay thêm lúa mới, nhanh đi. Khất ngỡ luôn kìa, cậu ấy đang vui, mau làm đi. Đi, 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 đi. Chậm vô. Em đi, quýnh lên. Đi, quýnh lên em. Nhanh lên. Chạy nhanh lên. Đi. Cãi đi. Cảm ơn gì? Cãi đi. Cãi đi. Dừng lại. Dạ. Dừng lại ngay, mấy người dừng lại. Tại sao mấy người lại tàn nhẫn vậy chứ? Sao mấy người tàn nhẫn với cha tôi quá vậy? Đồ ác độc. Lão già xấu xí kia, vậy mà có cô con gái xinh đẹp quá. À, không chơi trò này nữa, nghỉ đi, nghỉ đi. Vậy là cậu hứa cậu cho tôi vay thóc, cậu nhớ giữ lời nghe cậu. Ta hứa, ta sẽ giữ lời, ta cho ông vay xóa luôn nợ cũ. Thật không cậu? Với một điều kiện. Dạ, điều kiện gì vậy cậu? Ông gả cô con gái của ông cho ta. Con tôi nó còn nhỏ dại lắm, cưới gả gì cậu. Dẹp đi. Ta đã quyết, 3 ngày sau ta sẽ đem sính lễ đến cưới con gái của ông. Vậy đi lão già. À quên, phải kêu bằng tía mới đúng. Có cô con gái xinh đẹp mà giấu kỹ quá. Vậy. Cha ơi, muốn nói cha ơi, giờ lâu. Ông chủ à, chắc họ ở đằng sau, để tôi ra ngoài đó tìm. Ừ. Tìm ai?
Đào Xanh. Lúc ông hứa dẫn tôi về, cho tôi danh phận vợ hai, tôi mừng khắp khởi trong lòng. Đến hẹn gần ba hôm, có người đến tìm tôi, thì ra đó là vợ chánh của ông. Xin hỏi chị tìm ai à? Cô có phải là Bích Đào không? Dạ phải. À, vậy chị là ai? Cô không biết tôi, nhưng chồng tôi biết cô. Tôi nói cho cô được rõ, tôi là vợ chánh của Đào Xanh. Thì ra là chị cả. Chị cả? Chắc chồng tôi có hứa cho cô một danh phận là bà hai, có đúng không? Dạ. Vậy chắc anh đã nói chuyện qua với chị rồi phải không ạ? Đúng. Chồng tôi đã nói qua với tôi, còn khen cô không tiếc lời. Tôi muốn đến gặp cô là vì tôi sợ chồng tôi bị gạt. Cô ở đây có một mình sao? Cha mẹ của cô đâu? Dạ em mồ côi từ nhỏ. Cô làm gì để sinh nhai? Dạ em làm thuê làm mướn cho người ta chị ạ. Hèn gì, không cha không mẹ, làm thuê làm mướn, gặp được ông chủ giàu sang thì làm gì có chuyện mà chịu nhả ra chứ. Chị, tôi nói cho cô được biết, tôi chưa bao giờ đồng ý chồng tôi lấy vợ hai, và cũng không bao giờ để chuyện này xảy ra. Chồng tôi thì tôi khuyên không được, nhưng với cô, tôi cho cô một lời khuyên. Cô đừng có vọng tưởng một bước lên mây làm bà hai bà ba trong gia đình giàu có. Chị, những gì trước đây cô chịu thiệt thòi, tôi sẽ bù đắp. Đây là số bạc, cô cầm lấy, tìm một nơi thật xa, tìm kế sinh nhai. Nếu như cô không nghe lời tôi, hậu quả cô sẽ gánh lấy. Chị, tôi muốn gặp anh Đào Xanh. Chị ơi, tôi muốn gặp anh Đào Xanh mà. Đừng có mơ. Sau đó người ta đến thả rắn vào nhà tôi, tìm mọi cách để đuổi tôi đi. Tự cô vô thân, cho nên tôi bỏ trốn đi giữa đêm khuya. Lúc đó bà đã đi đâu? Tôi đã đến một nơi rất xa và bắt đầu một cuộc sống mới. Khi đó tôi mới biết là mình đã mang thai Gia Quyến. Tại sao bà không đi tìm tôi? Tôi có thể bảo vệ được bà mà. Tôi không dám, tôi sợ lắm. Tại vì lúc đó có người cứ lảng vảng quanh chỗ tôi ở và tìm mọi cách để ngăn chặn, không cho tôi tới gặp ông. Thật là không ngờ, tôi tưởng mang lại hạnh phúc cho bà, nhưng vô tình tôi lại mang cái quà đến cho bà. Sau khi bà bỏ đi, tôi đã cho người tìm kiếm bà khắp nơi mà không gặp. Tôi không biết là chuyện gì đã xảy ra với bà. Âu cũng là cái số. Có lẽ duyên phận của mình chỉ đến đó mà thôi. Thực sự thì trong thâm tâm của tôi cũng muốn cho con nó tìm lại ông, nó gặp lại ông lắm. Cho nên tôi mới âm thầm nuôi nấng nó từng ngày cho nó khôn lớn. Thực sự thì tôi không muốn nó theo tôi sống một cuộc sống khổ cực như vậy. Có lẽ trời xui khiến cho hai cha con gặp nhau, cho nên khi quản gia tìm tới tôi thì tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải trả con lại cho ông. Bây giờ vợ tôi cũng đã chết, tôi sống với đứa con trai duy nhất. Trong những ngày tháng qua, không lúc nào tôi không nhớ về bà. Nhưng bà thì bạc vô âm tín.
vậy và Quý có biết là tôi là cha của nó không? Từ lúc tôi gặp quản gia, vậy tôi cũng chưa dám nói với con nữa. Tại vì tôi sợ đường đột quá, con nó sẽ không chấp nhận được. Nhưng thực sự thì trong thâm tâm của tôi cũng muốn trao con lại cho ông lắm, để ông lo lắng cho nó ăn học thành tài. Tôi cũng muốn đưa bà về nhà để bù đắp cho bà những thiệt thòi mà bà đã chịu đựng trong mười mấy năm qua. Thôi, ông thầy tôi lo cho con là tôi mừng lắm rồi. Số phận của tôi như đã an bài, tôi cũng không mong gì hơn cho đời mình nữa hết. Tôi chỉ sợ con nó theo tôi thì tiền đồ không ra gì. Nhưng nếu con không muốn xa bà thì liệu nó có chịu đi theo tôi không? Tôi xin bà hãy để tôi lo cho mẹ con bà trong suốt quãng đời còn lại. Vậy đứa con trai của ông làm chi? Đừng nhắc tới nó. Chắc tôi sống không tốt cho nên mới có đứa con ngỗ nghịch như nó. Nhưng mà không sao, giờ tôi đã có Gia Quý rồi, coi như là ông trời không phụ lòng của tôi. Bà cứ lựa lời nói chuyện với con, tôi sẽ quay lại và thu xếp đưa mẹ con bà về nhà. Tía. Chào tía. Chuyện gì vậy thiếu gia? À, hôm nay con mang sính lễ đến đây như đã hẹn. À, bây giờ tía hãy nhận sính lễ. Từ ngày hôm nay, con gái của tía đã có chồng, đã là vợ của thiếu gia Đào Tân. Nợ nần gì đó thiếu bỏ hết, quên hết. Đã là vợ của thiếu gia thì không thiếu nợ gì nữa. Sao vậy được? Tôi đâu có hứa gả con gái cho thiếu gia đâu. Sao làm chuyện bất nhân vậy được thiếu gia? Ta không cần biết ông có chấp nhận hay không chấp nhận. Đào thiếu gia này đã muốn là phải được, hiểu chưa? Đây, mang xin lỗi vô chồng. Dạ. Bây giờ đó, tôi với ông đi ra ngoài cho thiếu gia động phòng đi. Đúng rồi, mấy người định làm gì? Mấy người không được làm gì? Thôi, đâu mà lại sợ. Sợ chồng nó động phòng gì? Thiếu gia, buông người ta ra. Buông ra. Bà làm gì đây đây? Bà đến ba đám tôi hả? Ông chủ kêu thiếu gia về, có chuyện cần gấp kìa. Làm gì trùng hợp vậy? Làm mà cứng à. Thiếu gia đợi con với. Không sao, không sao rồi. Yên tâm đi, để tôi về bẩm báo với ông chủ xóa nợ cho hai cha con ông. Còn bây giờ thì không sao, không sao hết rồi nha. Mấy người đi hết đi, quân ác độc. Con... con... cậu đừng có nóng nữa. Mày, mày đồ ăn hại, mày đồ ăn hại. Nói chút xíu vậy, làm con không xong, làm con không xong nữa. Biến, không thôi tao đánh chết mày đó. Đi. Cậu Tân, tối ngày chỉ biết ăn chơi quậy phá không à. Thứ bà nữa hả? Sao bà cứ bám theo tôi hoài vậy? Bà là người ở, tôi sai đâu làm đó chứ không phải theo tôi phá đám nghe. Tôi kêu cậu thức tỉnh lại đi. Hôm nay bạn ra ăn trời hay sao mà mày dám nạt tội tôi như vậy? Bà đừng tưởng là bà lớn tôi không dám đánh bà nghe. Đánh đi, cậu đánh tôi đi, trời đánh cậu đó. Bà biết đi, hôm nay nói lảm nhảm gì vậy? Bà mà còn đi theo tôi nữa, tôi không tha bà đâu. Cậu Tân, cậu nghe tôi nói nè, cậu thức tỉnh lại đi. Cậu đợi khi nào cậu mất vị trí của thiếu gia và họ Đào thì cậu mới sáng mắt ra hả? Bà nói cái gì? Nói lại nghe coi, cái gì mà mất? Cha của cậu đã tìm được đứa con riêng, ông ta công nhận và sắp tới sẽ cho thừa hưởng cái gia sản nhà này. Cậu tối ngày chỉ biết ăn chơi, lúc đó sáng mắt là đã muộn rồi. Bà nói có phải thật không? Không tin
đi về hỏi ông chủ đi. Tôi không tin cái chuyện con riêng gì đó đâu. Ông già rồi lú lẫn. Mấy người đừng có đem mấy cái chuyện đó hù tôi. Cậu nghe tôi nói nè, đó là chuyện năm xưa của người lớn. Còn trước mắt á, là cậu phải đón nhận. Chẳng bao lâu ông chủ sẽ đưa đứa con đó về nhà. Lão già. Cậu Tân, cậu Tân. Làm gì mà nhà đông đủ như vậy? Có chuyện vui sao không rủ tôi chung vui cho sớm tụ vậy? Sao mấy ông lại lén la lén lút khi tôi không có ở nhà? Thôi, các ông cứ về đi. Còn việc làm chút thư thì tôi sẽ bàn với các ông sau. Cha làm chút thư sao? Chuyện này trước sau gì ta cũng sẽ làm thôi. Vậy cho nên ta mới mời các ông hương chức hội tề về đây để làm chứng. Chứ không phải sau khi cha chết, toàn bộ cái gia sản này thuộc về con trai độc nhất Đào Tân hay sao? Vậy cha còn làm chút thư để làm cái gì? Sẵn đây ta cũng nói cho con rõ. Ta mới tìm được một đứa em có cùng dòng máu với con. Nó tên là Gia Quý, đã lưu lạc cách đây 18 năm rồi. Chuyện nữa con không cần biết. Con đang hỗ trợ về cái chút thư. Khổng lão, dám lớn tiếng với cha như vậy hả? Cút ra ngoài. Nếu cha không trả lời, con sẽ không đi. Có phải cha đang có ý định muốn chia gia sản này cho thằng con quan nữa đúng không? Nó không phải là con quan. Nó có cha có mẹ đàng hoàng. Kể từ đây nó mang họ Đào. Nhưng con mới chính là thiếu gia họ Đào. Cả cái làng này ai cũng biết con là con trai độc quyết của Đào Xanh. Chuyện cha đi ra ngoài phóng lưu khoái lạc đó là chuyện của cha. Nhưng tại sao cha lại tha về một thằng con quan để cho nó mang họ Đào? Còn bây giờ chia gia sản cho nó, thật là quan đường. Quan đường. Không hề quan đường. Nó chính là con ruột của ta. Cho nên ngay khi ta còn sống, ta có quyền làm chút thư chia gia sản. Nếu ta có chết đi, điều đó không có gì là sai cả. Ta nói thẳng, cái sản nghiệp này là do mồ hôi nước mắt của ta tạo dựng, thì ta không thể để nó lụng bại dưới một bàn tay của một thằng con phá gia chi tử như mày. Cha không được quyền làm như vậy. Ta sẽ làm. Gia ơi, tôi nấu cháo thịt bằm cho thiếu gia ăn rồi nè. Cậu ngủ rồi hả? Nhìn con ngủ thật đáng yêu làm sao. Mẹ thích nhất là những lúc con ngủ say như vậy, trông con thật ngoan hiền. Và như lúc con mới chập chững, bập bẹ biết nói vài tiếng, lúc đó con dễ thương lắm. Mẹ cảm thấy có lỗi với con nhiều quá. Vì quá thương con mà mẹ nuông chiều, mắt nhắm mắt mở, để cho con làm quá nhiều điều sai trái. Đến khi nhận ra thì con đã vượt khỏi tầm tay giới của mẹ rồi. Đứa con trai bé bỏng của mẹ. Nhiều lần mẹ muốn mắng con, muốn dạy con những điều hay lẽ phải, nhưng mà mẹ không làm được. Bởi vì mẹ thân phận là vú nuôi, mẹ căm ghét cái thân phận này.
Mẹ căm thù cái mà người ta tạo ra vòng tròn để chia cắt mẹ con mình. Có nhiều khi mẹ muốn hét to lên cho con và cả thế gian này biết con chỉ là con ruột của mẹ. Con ơi, nếu con biết mẹ là người đất ruột đẻ ra con thì con có nhận mẹ không con? Có lẽ cho đến khi mẹ nhắm mắt xuôi tay sẽ không có ai nói con chính là con ruột của mẹ. Bà đang nói cái gì? Ui ui, buông tay mẹ ra. Ai là mẹ, ai là con? Hả? Không, không cậu chủ à. Tôi chỉ mê sảng thôi, không có gì đâu, cậu đừng để ý tới. Sự thật như thế nào? Bà mau kể tôi nghe. Nếu không tôi không để cho bà yên đâu. Nói mau. Mẹ nói năm xưa lúc bà chủ có thai, ông chủ rất vui mừng vì đã có con để nối dõi tông đường. Còn về phần bà chủ cũng vui mừng hạnh phúc vì lâu nay bà chủ đã cầu trời khẩn Phật cho có một mụn con để bà chủ giữ vững địa vị trong căn nhà này. Nhưng đến ngày khai hoa nở nhụy thì một chuyện kinh khủng đến với bà ta. Đứa con trai của bà ta vừa lọt lòng là đã chết trên tay của người mẹ. Bà chủ rất hoảng sợ và không tin những gì đang xảy ra trước mắt mình. Cũng may là lúc đó ông chủ đi buôn xa cho nên không có ở nhà, chứ nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi vì ông chủ rất mong muốn đứa con trai này. Và rồi bà chủ cố ý tìm chung quanh coi có ai sanh con trai trong thời điểm đó không, với ý định gian trá. Bà ta tìm đến mẹ sau khi mẹ mới sinh con. Mẹ thề với con là mẹ không muốn bán con, mẹ không nhận của bà ta một đồng bạc nào hết, mà mẹ chỉ muốn là mẹ muốn thay đổi cuộc đời của con. Mẹ muốn cho con được sung sướng. Cho nên mẹ đã đồng ý với bà ta thay đổi sự thật với điều kiện là mẹ làm chú nuôi để theo con, kề cận chăm sóc cho con. Bà đang bịa đặt đúng không? Đó là sự thật. Bây giờ ông chủ đã nhận lại được đứa con trai lưu lạc của mình, làm cho mẹ chạnh lòng. Tại sao người ta có quyền nhận lại con mà mẹ thì không có quyền đó chứ? Vậy cha tôi lại một kẻ vô thủ vô thực, một kẻ tứ cố vô thân, một kẻ vô nghi. Ông ta đã lường gạt tình cảm của mẹ, rồi ông ta quất ngựa truy phong. Khi biết mẹ mang thai, mẹ không muốn nhắc tới người đàn ông đó nữa. Có bao nhiêu người biết chuyện này? Chỉ có mẹ, bà đỡ đẻ và bà chủ. Nhưng mà hai người đó đã chết rồi. Sự thật này bây giờ chỉ còn có một mình mẹ biết. Vậy thì tôi muốn sự thật đã được chôn xuống dưới đất. Con cấm bà từ nay về sau không được xưng hô cho tôi kiểu đó. Nếu bà muốn an phận yên ổn trong ngôi nhà này thì hãy trở về với vị trí là một người vui nuôi. Bà hiểu chưa? Con ơi, cấm bà. Thank you.
Dạ thưa ông chủ, đây là sổ sách cuối vụ năm nay. Tá điện trả bao nhiêu thì còn bao nhiêu tôi đã ghi rõ hết trong này. Còn những người mà tôi gạch chéo là những người mà họ khất cho năm sau vì không đủ để đông. Được rồi, ông cứ để tôi xem, có gì tôi không hiểu thì tôi sẽ hỏi ông. Dạ. Còn chuyện gì nữa sao? Dạ thưa ông, có một chuyện hệ trọng tôi muốn thưa với ông ạ. Nó quan trọng tới cỡ nào? Ông thử nói cho tôi nghe xem. Dạ thưa ông, chuyện này có liên quan đến cậu chủ. Nó lại gây quả nữa sao? Dạ thưa ông chủ, chuyện này tôi được nghe chính miệng bà Vũ nói. Nhưng mà ông chủ thật bình tĩnh khi nghe tôi nói. Mẹ ơi, con về rồi đây. Con về rồi hả? Dạ. Mẹ, mẹ xem cái tấm vải này có đẹp không? Đẹp lắm. Dạ, con mua cho mẹ tấm vải này để mẹ may áo ấm. Mùa lạnh gần tới rồi á, cái áo cũ mẹ mặc sờn hết rồi, mẹ đừng mặc nữa nha mẹ. Ủa, mà mẹ có chuyện gì vậy? Không có gì đâu con. Mẹ nhìn thấy con có hiếu như vậy á, mẹ vui lắm. Nhưng mà hôm nay con thấy mẹ lạ lắm. Hình như là có chuyện gì. Không có chuyện gì đâu con. À thôi bây giờ con ra sau rửa mặt rửa tay đi, rồi lên hai mẹ con mình ăn cơm á. Dạ. À mẹ à, con kể cho mẹ nghe. Hôm nay á, thật là ngày may mắn. Con mới vừa dọn hàng ra thì có một người đàn ông tới. Ông mua hết hàng của con luôn. Ông còn á, trả giá thật cao. Dạ, còn tăng thêm tiền nữa. Ông nói á, là tiền này là thưởng cho con khi con gánh hàng về tới nhà ổng. Nhà ổng to và giàu lắm mẹ. Ông nói á, là ổng là quản gia nhà họ Đào. Ông nói từ nay về sau á, ổng mua giùm con nữa mẹ. Mẹ, con kể cho mẹ nghe. Hôm nay á, thật là ngày may mắn. Con mới vừa dọn hàng ra thì có một người đàn ông tới. Ông mua hết hàng của con luôn. Ông còn á, trả giá thật cao. Dạ, còn tăng thêm tiền nữa. Ông nói á, là tiền này là thưởng cho con khi con gánh hàng về tới nhà ổng. Nhà ổng to và giàu lắm mẹ. Ông nói á, là ổng là quản gia nhà họ Đào. Ông nói từ nay về sau á, ổng mua giùm con nữa mẹ. Vậy con có gặp ông chủ nhà họ Đào không? Dạ không. Nhưng mà con nghe người ta nói ông chủ nhà họ Đào á, đức độ á, và tốt lắm. Ông hay á, giúp đỡ Tá Điền và giúp cho người nghèo nữa. Nhưng mà con nghe người ta nói á, ông có một đứa con á, phá gia chi tử, hà hiếp người nghèo. Đúng là cây ngọt mà xanh trái đắng. Nhưng mà thôi, con nghe người ta nói sao thì con nói vậy thôi. Nhưng mà đại khái á, là ổng á, hiền á, mà có đứa con dữ lắm. Gia Quý à, mẹ có chuyện này muốn nói với con. Mẹ à, có chuyện gì vậy? Sao gương mặt mẹ nghiêm trọng vậy? Cha của con mới tìm tới đây. Ông ta muốn nhận lại con đó. Cha của con chính là ông chủ họ Đào đó. Người quản gia mà mua hàng của con chính là tâm phúc của cha con. Cha con đã nhờ người quản gia này tới mua đồ của con và đưa con về nhà cho cha con được gặp lại con đó. Mẹ nói thật không mẹ? Thảo nào ông cứ lưu con lại nấn ná trong sân, không muốn cho con về. Gia Quý à, thực sự thì cha con không biết có một đứa con lưu lạc như vậy. Bởi vì lúc mẹ trốn đi thì cha con không biết mẹ đã mang thai. Cha con đã nhận ra con qua hình hài, bởi vì con giống ông ta như đúc vậy đó. Thực sự mẹ cũng không muốn giấu con làm gì. Mẹ về đây sống chẳng qua chỉ vì mẹ muốn cho cha con được gặp nhau. Vì mẹ không muốn con lớn lên với cái nghề buôn bán ngoài chợ không có tiền đồ như vậy. Mẹ muốn con về với cha để cho con được ăn học thành tài.
Mẹ muốn con có một tương lai sáng sủa hanh thông. Con có hiểu ý mẹ không Gia Quý? Mẹ, chuyện của mẹ nói làm con bất ngờ quá. Mẹ biết con khó có thể mà một sớm một chiều mà con chấp nhận sự thật này. Thực sự thì từ bấy lâu nay mẹ không muốn nhắc đến cha của con, vì mẹ thấy mọi chuyện người lớn quá rối ren rồi. Nhưng mà nay mọi việc đã rõ ràng, mẹ cũng muốn con nhận lại và về sống với cha mình. Vậy còn mẹ thì sao? Mẹ có về ở chung với con không? Mẹ về e tiếng đời dị nghị không nên. Bây giờ mẹ cũng chỉ muốn an phận thủ thường thôi. Mẹ không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại nữa con à. Vậy thì con ở lại với mẹ, cha con có nhận á thì con tới gặp, nhưng con không muốn về sống chung đâu mẹ ơi. Con đừng có cạn nghĩ. Thanh niên trai tráng thì phải gây dựng cơ đồ sự nghiệp, chứ không cứ phải chua rút đầu đường xó chợ như vậy. Nhìn con á, mẹ không cam tâm. Làm nghề gì cũng được, miễn là con với mẹ ở chung á hữu hỷ với nhau là đủ rồi. Con không muốn xa mẹ nửa bước, con chỉ muốn suốt đời phụng dưỡng mẹ. Mẹ biết con có hiếu với mẹ, nhưng mà báo hiếu cũng có nhiều cách con ạ. Mẹ muốn trước khi mẹ nhắm mắt, con trai của mẹ ăn học tới nơi tới chốn, và sau này được thành tài. Con có chịu theo nguyện vọng của mẹ không? Mẹ, con chiều. Dạ thưa ông chủ cho gọi tôi ạ. Bà cứ qua đó ngồi đi, có chuyện này tôi muốn hỏi bà. Dạ thưa ông chủ, tôi không dám. Có chuyện gì mà bà không dám? Chuyện tay trời bà còn dám làm kia mà. Ông chủ, ông nói vậy tội cho tôi quá. Bà còn giấu tôi đến bao giờ nữa? Thằng Tân, nó chính là con ruột của bà. Tại sao bà không dám nhận nhìn? Năm xưa bà với bà chủ đã to gan làm chuyện gian dối, dám qua mặt tôi, biến tôi thành quả mà nuôi tôi hú. Nếu như hôm nay tôi không biết sự thật thì bà còn đánh dấu tôi tới bao giờ nữa hả? Ông chủ, chuyện này... Được, tôi muốn nghe chính miệng bà nói. Thưa ông chủ, bà chủ năm xưa lo sợ mất địa vị trong căn nhà này, cho nên khi đứa con trai của bà chủ vừa chào đời đã bị chết yểu, bà chủ đã hoang mang lo sợ. Rồi bà có ý định là tìm đứa bé trai khác để thay thế vào. Thằng Tân con của tôi được sinh ra trong thời điểm đó, cho nên bà chủ đã lấp nó vào để thay đổi số phận. Tại sao bà chấp nhận bán con của mình? Tôi xin ông chủ tha lỗi cho tôi, vì lúc đó tôi quá nghèo túng, cho nên tôi nghĩ xuôi theo để cho con mình được vào làm thiếu gia nhà họ Đào, để cho con của mình được ăn sung mặc sướng. Tôi muốn con của tôi được thay đổi số phận, cho nên tôi đành cắn răng mà bán con của mình. Và bà chủ cũng đã cho tôi làm vú nuôi để ngày ngày tôi cận kề bên con tôi. Tôi nghĩ điều đó cũng đã mãn nguyện rồi. Thật là lòng dạ đàn bà. Con chỉ ích kỷ mà vợ của ta làm chuyện gian dối, mang con của người ta làm con ruột của mình. Còn bà
con vì phú quý mà bán con để cho sung sướng tấm thân. Bà không thấy chính suy nghĩ thực dụng của bà đã hại chết đứa con của mình. Bây giờ đâu, nó lớn lên trái tính trái nết, làm những điều tác tệ, gây cho bà nghịch cảnh này rồi. Bà có bao giờ đau khổ khi mình làm mẹ mà phải sống trong thân phận vú nuôi? Con ruột của mình lại xem mình như người ăn kẻ ở, chửi mắng la rầy khi làm trái ý nó. Sao bà có thể cầm nín làm trái ngược luân thường đạo lý như vậy chứ? Tôi biết là tôi sai. Ngay từ đầu tôi sai là tôi đã chấp nhận bán đứa con của mình. Rồi tôi tiếp tục tôi sai. Để mỗi ngày tôi nhìn thấy con của mình càng ngày càng lèm liều sằng bậy là do sự bao che dung túng của tôi. Có nhiều lúc tôi muốn hét to lên, tôi muốn nói với nó tôi chính là mẹ ruột của nó, nhưng tôi không dám. Tôi lại tiếp tục lẩn câm. Tôi biết tôi có lỗi với ông chủ nhiều lắm. Bây giờ bà tính chuộc lỗi ra sao? Tôi xin ông chủ cho tôi nhận lại đứa con này. Tôi sẽ dẫn nó rời khỏi căn nhà này trong đêm mai. Hai mẹ con tôi xin đội ơn ông chủ đã cô mang bảo bọc trong suốt thời gian qua. Ơn của ông chủ, mẹ con tôi đời đời kiếp kiếp ngậm dành kết cỏ. Đáng trách là vợ của ta, nhưng bây giờ bà ấy đã chết rồi, có trách cũng ít gì. Ta không hẹp hòi gì mà không tha lỗi cho bà. Ta sẽ cấp một ít tiền cho mẹ con bà làm kế sinh nhai sau này. Tôi đổi ơn ông chủ, mẹ con tôi sẽ thu xếp đi ngay. Đổi ơn ông chủ. Tôi đã dưỡng nuôi dạy dỗ, trong khi con của mình lại sống cù bơ cù bất đầu đường xó chợ. Tại sao bà lại ở đây? Lấy cho ta tách trà. Con à, con lại uống sai nữa rồi hả? Để mẹ lấy khăn ấm làm mặt cho con nha. Nè, bà đang nói cái gì đó? Ta cấm bà không được xưng hô với ta kiểu đó. Bà mà còn nói nữa, ta đuổi cổ bà ra khỏi nhà ngay lập tức. Bà có hiểu không? Tôi đã nói với bà rồi, không được khó hé một điều nào hết. Ta là thiếu gia họ Đào, bà nên nhớ và ghi nhớ điều đó. Mọi chuyện không giấu được nữa con à, ông chủ đã biết hết rồi. Bà nói cái gì? Không không, ông chủ đã biết hết. Ông ấy hỏi mẹ và mẹ nói hết tất cả cho ông ấy nghe. Nhưng mà ông ấy tha thứ cho mẹ và còn hứa là sẽ cho mẹ con mình số tiền để rời khỏi căn nhà này đó con. Bà nói gì vậy? Tại sao bà lại nói chứ? Bà có biết bà làm như vậy là bà giết chết tôi rồi hay không? Ông tôi cho người làm chút thử. Ông mà biết sự thật này, ông sẽ đuổi cổ tôi ra khỏi nhà ngay lập tức. Bà có biết hay không? Bà bị điên hay sao vậy? Con à, tất cả những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không bao giờ là của mình.
con là con ruột của mẹ. Gia sản này và tất cả những thứ trong căn nhà này không phải là của con. Con đừng có vọng tưởng nữa, mà con hãy chấp nhận thực tế đi con. Thực tế? Thực tế gì? Thực tế con là con ruột của mẹ. Còn con ruột của ông chủ đã chết khi mới vừa lọt lòng. Bây giờ ông chủ đã tìm được cho mình một giọt máu lưu lạc. Đó mới chính là thiếu gia họ Đào con à. Không thể nào. Tôi không thể nào là con của một bà vú nuôi được. Tôi là thiếu gia họ Đào. Mãi mãi tôi vẫn là thiếu gia họ Đào. Mấy người đừng bày trò hất cẳng tôi ra khỏi căn nhà này. Sau đó rước một thằng má dơ về làm con ruột. Đừng hòng, tôi sẽ không cho các người làm điều sằng bậy đó đâu. Con à. Còn bây giờ cút ra khỏi nữa này. Cút đi. Đồ bất hiếu. Bà ấy là mẹ ruột của mày mà, tại sao mày đối xử với bà ấy như vậy? Ông, có phải mày thèm muốn cái địa vị thiếu gia nhà họ Đào và thèm khát cái gia sản này, cho nên mày không dám nhìn nhận bà ấy là mẹ ruột của mày? Mày thiệt là hết thuốc chữa rồi. Nhiều đêm ta đau khổ nằm giấc trắng suy nghĩ, không biết tại sao lại đẻ ra một đứa con ngỗ nghịch như mày. Bây giờ thì ta đã hiểu rồi, cây ngọt không thể sanh trái đắng được. Nếu tao không nể tình mẹ mày, tao đã đuổi cổ mày ra khỏi nhà này rồi, đồ súc sinh. Ông chủ ơi, tôi xin ông chủ, tất cả tội lỗi của nó tôi xin gánh chịu. Bởi vì tôi làm mẹ mà không biết dạy con. Tôi xin ông chủ hãy giữ lời hứa. Sáng mai mẹ con tôi sẽ rời khỏi căn nhà này. Sáng mai mẹ con tôi sẽ đi mà ông chủ. Được, đây là số tiền tôi đã hứa với bà. Tôi cho bà với nó, bà cầm lấy đi. Rồi sáng mai bà phải dẫn nó ra khỏi nhà trước khi ta đuổi nó. Nội ơn ông chủ. Con à, sáng mai mẹ con mình đi nha. Con yên tâm đi, mẹ sẽ lo cho con. Mẹ không để cho con cực khổ đâu. Cút cực khổ nhà này. Đừng khỏi thế gian này cũng được.
ông chủ ơi. Chuyện gì đó? Ông chủ ơi, ông chủ sao vậy? Ông chủ ơi, mọi người ơi, ông chủ. Chuyện gì vậy bà chủ? Tôi không biết nữa. Tôi nghe tiếng động, tôi vào phòng ông chủ thì thấy ông chủ đã tắt thở rồi. Ông chủ, ông chủ ơi, ông chủ đã chết rồi. Ông chủ, ông chủ, ông chủ. Con à, con thu xếp đồ đạc xong á, con về bên đó. Lúc nào mà rảnh á thì con về thăm mẹ nghe. Nhớ là ráng học để có cái chữ nghe con. Mẹ, con không muốn đi, con không muốn xa mẹ đâu. Xa gì đâu mà xa chứ. Mẹ cũng ở đây mà, ở gần ngay con đây mà. Con trai á thì đừng có bi lụy như vậy nghe chưa. Bi lụy như vậy á giống đàn bà con gái lắm. Con à, con á phải ráng học thiệt giỏi, rồi hôm nào về thăm mẹ coi như là món quà con tặng mẹ nghe. À, hình như ông tới kìa. Bà ơi. Ủa, ông đâu quản gia? Ông mất rồi. Hai người đi đâu đây? Tôi muốn viếng ông chủ họ Đào. Xin cho tôi biết quý danh để tôi vào thưa với thiếu gia. Bà và cậu đã tới rồi, xin mời vào trong. Khoan đã. Quản gia, hai người này là ai mà ông cung kính quá vậy? Đây là con ruột của ông chủ. Trước đây ông chủ có dặn tôi đón hai người này về nhà, nhưng chưa kịp thì ông mất. Con ruột? Sao tôi chưa bao giờ nghe cha tôi nói vậy? Tự dưng ông vừa nằm xuống lại có người đến đây nhìn nhận là sao? Còn ông, uổng công cha tôi đã đối xử tốt với ông, vậy mà cha tôi vừa mất, chưa kéo cửa mã, ông lại to đập với người ngoài đến đây để diễn tuồng là sao? Cậu nói nghe khó nghe quá. Tôi nói là nói theo duy nguyện của ông chủ, lúc ông chủ còn sống. Nếu ông chủ không đột ngột qua đời thì cậu Quý đây đã ở trong căn nhà này rồi. Cậu Quý đây chính là con ruột của ông chủ. Bịa đặt. Ông dẫn thằng đầu đường xó chợ về đây để dựng nên chuyện di chúc gì đó của cha tôi. Ông nên nhớ, tôi là thiếu gia của ngôi nhà này và ai ai cũng biết. Ở đâu ra một thằng con lưu lạc? Hai người này mà không đi khỏi đây, tôi không dị tình nữa đâu. Dạ nhớ, tiễn chết. Dạ. Mẹ, mình về thôi mẹ. Con đi. Cậu Quý, cậu cứ ở lại đây, không mắc mớ gì cậu phải đi hết. Con ruột hay con hoang gì cũng sẽ rõ thôi. Có giấy tờ bút tích của ông để lại. Nhưng hôm nay là ngày kỵ, chúng ta không nên tranh chấp hay gây gổ gì mà làm tủi vong hồn của ông. Cậu Tân, cậu hãy để mẹ con họ vô thắp một nén nhang cho ông chủ, để cho đúng đạo lý làm con. Tôi lấy quyền thiếu gia của ngôi nhà này, cấm tuyệt đối không cho hai mẹ con họ vào. Ông còn lén phén, tôi đuổi ông ra khỏi nhà ngay lập tức. Ông hiểu chưa? Thiếu gia, thiếu gia, cậu đừng to tiếng. Quan khách đến viếng họ sẽ rất phiền lòng. Trước dòng hồn của ông chủ, tôi xin cậu đó, cậu hãy dĩ hoài đi Quý đi. Họ đã có lòng đến đây thì hãy để cho họ vào viếng. Tôi xin mời hai người vào. Ông chủ, trước đây tôi có nói khi ông mất đi
tôi sẽ quay về những tháng ngày còn lại ở quê nhà. Nay ông mất rồi, tôi không còn gì để lưu lại ở đây nữa. Nhưng trước khi đi, tôi sẽ làm tròn di nguyện mà khi sống ông chưa có làm xong. Bà Vũ, chắc bà cũng hiểu tôi đang nói gì đúng không? Cậu Tân không phải là con ruột của ông chủ, mà chính là con của bà. Ông chủ trước khi đột ngột qua đời có để lại chút thư và để lại di sản cho cậu Quý. Cậu ấy chính là con ruột của ông chủ. Về phần bà, vì thấy bà là người làm việc lâu năm cho nên có dặn tôi là xuất 50 lượng bạc để cho bà làm kế sinh nhai. Bà hãy thu xếp và dắt cậu Tân đi đi. Tôi cảm ơn ông chủ, ông đã tha thứ cho tôi, còn cho tôi tiền để lo cuộc sống sau này. Lý ra tôi đã thu xếp rời khỏi căn nhà này rồi, nhưng xảy ra cái chết của ông chủ, cho nên tôi đã ở lại để cho trọn đạo. Nay mọi việc đã xong xuôi, tôi xin phép ông chủ cho tôi được rời khỏi căn nhà này. Chút thư tôi đã đưa cho cậu Quý, và cậu ấy sẽ quay lại cai quản di sản. Cậu ấy chính là chủ căn nhà này, được công nhận bởi giấy trắng mực đen. Đừng vì gánh ăn tức ở mà làm chuyện này nữa, sẽ không thay đổi được thực tế đâu. Chuyện ở đám của ông chủ, tôi thấy cậu ấy quá quắt lắm. Tôi biết rồi, cảm ơn ông. Bây giờ thì cho tôi được lại thả ông chủ, tôi đi. Tìm thật kỹ cho ta. Dạ. Các ngươi là ai vậy? Sao lại? Bắt lấy bà ta lại. À, sao lại bắt tôi hả? Im miệng. Cậu muốn tìm gì trong nhà tôi? Cái chút thư bà đang cất ở đâu? Chút thư nào? Tôi không biết. Bà còn già mồm nữa sao? Cái chút thư mà ông quản gia đưa cho bà cất, cái chút thư giả mạo ghi là con trai của bà thừa hưởng cái gia sản của ông già đó. Nếu cậu nói chút thư đó là giả mạo, vậy thì mắc mớ gì? Cậu phải cất công tới đây mà tìm kiếm làm gì chứ? Im miệng đi. Ta không có rảnh để đồn coi cho bà. Mau nói cái chút thư đó để đâu. Tôi không biết. Mà có thì tôi cũng không đưa cho cậu. Hay lắm. Nếu ta không móc mắt cắt lưỡi bà ra thì bà không biết sợ có đúng không? Có chút thư để ở đâu? Nói mau. Không. Cho dù có tôi cũng không đưa cho cậu. Bà thật là cứng đầu. Ta sẽ không nương tay cho bà nữa đâu. Ta hỏi bà một lần nữa, cái chút thư để ở đâu? Nói. Không. Cho dù có, tôi cũng không đưa cho cậu. Bởi vì cậu không phải là người được thừa hưởng gia sản đó. Bà thật là cứng đầu. Ta sẽ không nương tay cho bà nữa đâu. Ta hỏi bà một lần nữa, cái chút thư để ở đâu? Nói. Không. Cho dù có, tôi cũng không đưa cho cậu. Bởi vì cậu không phải là người được thừa hưởng gia sản đó. Cậu không phải là con ruột của ông Đào Xanh. Cậu hãy nhớ điều đó. Yên miệng. Bà nói bậy. Yên miệng đi. Tao mới chính là con trai của Đào Xanh. Nói. Nói sao ta? Nói đi. Không phải. Cậu không phải là con của ông Đào Xanh. Muôn đời vẫn thế. Bà nói bậy. Yên miệng. Tao mới chính là con trai của Đào Xanh. Nói. Lập lại trong ta. Nói đi. 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 N
con trai của bà không phải. Nhớ lên, con trai của bà không phải. Cậu ơi, trời ơi, cậu làm gì á, bà ta sẽ chết đó, không bấm cậu nữa. Sao bà ta làm em ru rồi? Bà ta tắt thở rồi, bà ta chết rồi cậu ơi. Chúng ta làm cho người ta biết hả? Mẹ ơi, mình làm có người vậy? Chạy cậu ơi, cậu. Mẹ ơi, mẹ ơi, con về nè mẹ. Hả? Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi, mẹ sao vậy với mẹ? Mẹ ơi, mẹ tỉnh gì đi mẹ? Mẹ ơi, mẹ à, có ai cứu mẹ tôi không? Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Tân à, mẹ con mình phải rời khỏi đây đi con. Nơi đây không thuộc mẹ con mình nữa rồi. Con đừng có luyến tiếc mà cho thêm đau khổ. Căn nhà này á, bây giờ đã có chủ và họ sẽ về để cai quản. Mẹ biết là con quá đột ngột để chấp nhận sự thật này. Nhưng mà chúc thư của ông Đào đã ghi rõ, buộc lòng mẹ con mình phải đi thôi. Dù là mẹ không thể mang cho con một cuộc sống giàu sang sung sướng như trước đây, nhưng mà mẹ hứa với con á, là mẹ sẽ không để cho con cực khổ đâu. Mẹ còn sức khỏe nè, mẹ còn đôi bàn tay này nữa, mẹ sẽ làm lụng để nuôi con, miễn sao con thương mẹ là mẹ thấy hạnh phúc rồi. Con à, nghe mẹ nói không? Mình đi nghe con. Tân à, sao ra con nóng vậy nè? Tân à, con có sao không? Con đừng có làm cái mẹ sợ nha. Tân à, con bị sốt rồi. Con đợi mẹ nha, đợi mẹ, để mẹ lấy khăn nóng mẹ đắp cho con nha. Đợi mẹ, không sao, có mẹ rồi, đợi mẹ. Làm cho cơ thể nóng sốt lên có gì là khó đâu. Làm gì mà bà quýnh lên như vậy? Đêm nay ta chưa thể đi được, vì còn phải làm cho xong một số việc. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Cậu đã báo quan chưa? Bọn chúng là cướp cạn hay là trộm giặc mà ra tay tàn độc đến như vậy? Mẹ tôi chết, trên tay cầm chặt cái này. Cúc áo. Đạo Tân, chẳng lẽ chính nó lại là hung thủ? Nhưng tại sao nó lại giết mẹ cậu? Do thù oán hay là do lo sợ? Thôi, tôi hiểu rồi. Hôm trước vì bức bách quá cho nên tôi buộc miệng nói rằng
ông chủ để lại chút thư mà cậu là người đã cất giữ. Tôi đã vô tình làm hại mẹ của cậu rồi. Chút thư? Đúng. Sự thật thì ông chủ chưa kịp viết chút thư gì hết. Nhưng vì tôi làm như vậy là để đuổi nó đi. Ai dè nó tán tận lương tâm đến nhà cậu tìm chút thư. Có lẽ vì vậy mà bà đã liên lụy tính mạng. Cái chết của ông chủ cũng đáng nghi ngờ, nhưng vì không có chứng cứ để buộc tội nó, đúng là ghê sợ. Vì gia sản và địa vị thiếu gia mà nó có thể làm bất cứ chuyện gì. Không thể nào, không thể nào. Tôi và cậu đem bằng chứng này lên báo quan, không thể nào để cho nó tắt qua tắt quá như vậy được nữa. Tôi sợ sau này nó sẽ hại đến cậu đó. Mẹ ơi, nếu mẹ không quay về đây thì đâu xảy ra chuyện. Có lẽ giờ này hai mẹ con mình có cuộc sống yên ổn và vui vẻ bên nhau. Tại sao vậy mẹ? Tại sao mẹ lại muốn con gặp cha để mẹ chịu cảnh hoang ớt như vậy? Mẹ ơi! Đúng rồi, tại ngươi, tất cả là do các ngươi. Nếu các ngươi không xuất hiện á thì mẹ ta đâu có chết. Cậu ạ, ta đâu có mất mẹ ta đâu. Ta không cần cái gia sản, ta không cần chung thư, ta chỉ cần có mẹ ta thôi. Mẹ, con sẽ đưa mẹ về chốn cũ để hai mẹ con mình được gần nhau và có cuộc sống hạnh phúc đầm ấm như xưa nha mẹ. Mẹ, cậu ấy, cậu ấy à, cậu hãy bình tĩnh. Cậu ấy, cậu ấy. Đào Tâm, Đào Tâm đâu? Cho tôi gặp Đào Tâm. Cho tôi gặp thiếu gia họ Đào, tên là Đào Tân. Có người kiện hắn đã liên can đến một vụ giết người. Hãy kêu hắn theo ta vào hiện đường tiếp nhận tra hỏi. Dạ thưa, thiếu gia của tôi đang bị bệnh, có thể thư thả về hôm được không ạ? Lệnh quan đã ra, không được chậm trễ. Dù hắn có đi không nổi, cũng phải lết xác vào hiện đường. Bay đâu? Vào phòng lục soát, đưa hắn ở đây. Dạ thưa ngài, ngài nói là có người thư kiện thiếu gia có liên quan đến vụ giết người. Dạ, thiếu gia nhà tôi không dám làm chuyện đó đâu. Tôi là người nuôi thiếu gia từ nhỏ tới lớn, tôi biết mà, ngài tin tôi đi. Chuyện đó về hiện đường thì sẽ rõ. Tao đây. Con, tao sẽ theo các người về huyện đường. Dạ, xin ngài cho tôi theo thiếu gia. Thiếu gia của tôi đang bị bệnh, tôi cần phải đi theo để chăm sóc thiếu gia. Bà là gì trong nhà này? Dạ tôi là vua nuôi của thiếu gia. Được, theo ta. Dạ. Bà khẳng định bà luôn túc trực bên thiếu gia Đào Tân sao? Dạ bẩm quan, thiếu gia của tôi bị bệnh, cho nên tôi phải thường xuyên ra vào phòng để lo lắng thuốc thang và ăn uống. Nhưng đã có người tố giác, vì có chứng cứ. Bà hãy xem đây, đây có phải là cúc áo của thiếu gia Đào Tân thường hay mặc phải không? Dạ. Và một trong những chiếc áo bị tịch thu trong phòng của cậu ta, có một chiếc áo bị thiếu một cái nút áo khớp với nút áo trên tay của nạn nhân. Chứng cứ rành rành. Dạ thưa, thiệt tình tôi cũng không biết tại sao sự việc lại trùng khớp như vậy. Và bẩm quan, quan cho tôi hỏi, ai là người tố giác quan? Chính là quản gia nhà họ Đào. Ông ấy còn nói có liên quan tới chút thư.
và đứa con ruột của ông chủ họ Đào nữa. Thì ra là vậy, tôi đoán không sai. Ý của bà là sao? Dạ bẩm quan, ông chủ tôi mất chưa bao lâu thì nhà đã xảy ra chuyện. Ông quản gia bấy lâu nay có ý định chiếm đoạt gia sản, cho nên tìm đại một người đàn bà và một người thanh niên, rồi bảo là con rơi con rớt của ông chủ, bây giờ còn đem chút thư ra để đủ thiếu gia ra khỏi nhà. Bà là vú nuôi trong nhà, theo bà chuyện này bà nghĩ như thế nào? Dạ bẩm quan, thiệt tình tôi không rõ đâu là trắng, đâu là đen. Tôi chỉ biết mọi việc bây giờ rối tung lên. Tội nghiệp ông chủ tôi, mồ chưa sanh mà gia cảnh tương tàn. Thôi được rồi, bà cứ về đi. Nếu khi cần, ta sẽ cho người gọi. Dạ bẩm quan, vậy còn thiếu gia của tôi thì sao ạ? Bà cứ về đi. Dạ, chào quan. Thiếu gia Đào Tân ra, nhưng nói với y là không được đi ra khỏi làng vì đang trong thời gian điều tra, những người có liên quan không được đi xa. Dạ. Chiếm đoạt gia sản này sao? Bà nói dối mà không biết hổ thẹn với lương tâm sao? Bà đặt điều vu khống tôi, to rằm với người ngoài để chiếm đoạt tài sản này hả? Bà có bị điên không? Khi theo nó ngược sự thật như vậy. Tôi là mẹ của nó mà, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ. Khi thấy con mình gặp nguy hiểm, tôi sẽ bảo vệ con tôi tới cùng. Nhưng chính nó là kẻ giết người, không chừng cái chết của ông Vũ nó có liên quan đó. Con tôi biết hằng ngày nó quậy phá ngỗ nghịch, nhưng nó không bao giờ dám giết người đâu. Có ai kia không muốn mẹ con tôi ở trong căn nhà này, cho nên đã tìm cách hãm hại. Bà, rồi đây bà xối hận khi binh vực một cách mù quáng như thằng con trai trời đánh của bà. Còn tôi, nếu một ngày nào còn ở lại đây thì tôi không bao giờ để cho lộng hành một cách tác qua tác quá như vậy nữa. Chính là mày. Ông biết thì đã muộn rồi. Có phải chính mày là giết ông chủ rồi quay qua giết mẹ của Gia Quý? Mày đúng là đồ súc sinh. Dù không phải là ruột rà, nhưng ông chủ cũng đã nuôi dạy mày khôn lớn. Tại sao mày không nghĩ đến cái ơn dưỡng dục mà mày ra tay sát hại không nương tay như vậy? Đó là do ổng. Ổng gây hấn chứ. Tự dưng rước một thằng bá dơ nào đó về nhà, rồi nhận làm con nuôi, đuổi cổ thằng này ra khỏi nhà. Những gì đáng lẽ thuộc về ta, một sớm một chiều mất hết vào tay kẻ khác.
Tại ông ép ta nên ta phải làm như vậy. Ông già rồi, ông lú lẫn rồi nên sinh tật. Còn ghét ông thì thù ông. Nếu ông đối xử tốt với ta, ta đâu có sát hại ông. Đối xử tốt là như thế nào? Là để cho mày tự tung tự tác, đốt tiền phung phí và chơi bời sao? Là nhắm mắt làm ngơ tất cả hành vi sai trái vô lương của mày sao? Nếu là tao, tao cũng sẽ làm theo như ông chủ thôi. Hay, hay lắm. Hãy cho ông đào xanh có một con chó trung thành như ông. Nhưng mà tôi thấy vậy, ông chết xuống dưới không có người hầu hạ chăm sóc, nên tôi kéo ông xuống dưới để làm con chó theo chân của ông. Tao chết làm ma thì cũng không tha cho mày đâu. Hay, hay lắm. Ông can đảm lắm. Đã cận kề cái chết rồi mà không biết sợ là gì. Vậy tôi và ông sẽ chơi trò chơi số phận đi. Số ông xấu tốt ra sao thì để cho trời định. Tôi sẽ cắt lưỡi của ông, móc mắt của ông ra, rồi sau đó để ông lại đây cho thú rừng nó gặm nhấm từng miếng thịt một. Mày là đồ khốn kiếp. Mày phải giết tôi đi. Mày đừng có hành hạ tao như vậy. Ông đâu dễ dàng chết như vậy. Thằng này sống rất có tình có nghĩa. Ai đối xử nó như thế nào nó sẽ đền đáp lại như vậy. Ta sẽ cắt lưỡi ông vì tội đâm thọt mũi ra nó vào. Mắt của ông, ta sẽ móc nó đi vì cái tội soi mối cứu nhỏ. Tôi xin cậu đừng lấy lại ruộng cậu. Không có ruộng thì tôi lấy gì làm để mà sinh sống cậu ơi. Tôi xin cậu. Em đấy cậu. Lại nhảy quá. Mặt xác ông, ta không có trách nhiệm cho cuộc sống của ông. Ông giỏi lắm mà. Lúc trước có chuyện gì hay chạy qua học lại với ông già. Sao bây giờ không kêu ông ngồi dậy thọc gậy bánh xe đi hả? Ông và mấy thằng nữa rồi đây sẽ biết tay thiếu gia này. Còn bây giờ tống cổ lão ra khỏi nhà cho tao. Tao không thấy mặt nó. Cậu ơi. Dạ con tống cổ lão về rồi thiếu gia. Ngày mai mày ra ruộng nhổ hết lúa lên và đem đốt sạch cho tao. Tao rất ghét những đứa ngã theo chiều gió. Chắc là nghe phong phanh ở đâu tao sắp bị tống cổ ra khỏi nhà nên xem thường thằng này. Rồi đây từng đứa một sẽ biết tay của tao. Dạ thiếu gia đúng là cao tay mà, phải cho lũ nó biết tay mới được chứ. Nè, từ bây giờ mày nên đổi cái xưng hô thì tốt hơn. Vì mày coi trong nhà này ai lớn nhất, ai làm chủ. Có phải tao không? Dạ thiếu. Dạ
Cậu chủ nói chí phải mà. Dạ, cậu chủ. Tao sẽ cho mày lên chức quản gia, trông coi sổ sách và quản lý cái nhà này. Hả? Nếu được như vậy, con cảm ơn cậu chủ nhiều lắm. Cảm ơn cậu chủ. Nhớ là phải trung thành. Nghịch tao thì chết, thuận tao thì sống. Mà mày xem, những đứa nghịch tao có sống thọ đâu. Dạ, con sẽ là con chó trung thành của cậu chủ. Nhưng mà con thấy cậu chủ làm như vậy là chưa có việc bỏ tận gốc đâu. Mày muốn nói cái gì? Thì có một người á biết được quá nhiều chuyện của cậu chủ, lỡ như không kín miệng có thể làm cho cậu điêu đứng đó. Mày muốn nói ai? Dạ, bà Vú với ai? Cấm miệng! Bà ấy sẽ không bao giờ phản tao. Tao có thể dám cá cho mày điều đó. Ai biết đâu được, con thấy bà ta hay làm chuyện thài lai lắm. Lúc nào cũng đi sau lưng cậu an ủi so dịu cái gì đó. Làm như vậy á, chẳng khác nào cho người ta biết cậu là người độc ác, còn bà ta là người nhân từ. Đi bị đi! Tao biết sao phải làm như thế nào. Đừng có giải thầm. Còn bây giờ, lo công chuyện đi! Dạ. Cậu chủ à, hôm nay á ông Dậu có tìm Vú, nhờ Vú nói với lại cậu chủ là chừa cho ông Dậu một con đường sống. Vú thấy là cậu chủ cũng nương tay cái ổng, đừng có tuyệt tình quá mà người ta kêu riêu mình. Chuyện đó tôi tự biết sắp xếp, không cần bà phải dạy. Nhưng mà bà có để yên cho ta ngủ không? Thằng đệ nó nói đúng. Bây giờ trong nhà này chỉ còn một cái gai cần phải nhổ. Nếu không bà sẽ làm hại đến mình. Nếu bà không kín miệng thì gốc gác mình sẽ bị kẻ xấu khui ra và lấy đó làm vũ khí chống lại mình. Nhưng dù sao bà cũng là người đẻ ra mình, làm vậy có bị trời đánh không? Nhưng nếu nghĩ tình thì biết đâu mình sẽ chết dưới tay của bà. Xưa có câu đại nghĩa diệt thân mới làm chuyện lớn. À, hôm nay có người báo tin tìm thấy một xương người bị thú dữ ăn thịt trong rừng sâu, mà quần áo thì giống quản gia. Ngày mai ta sai thằng đệ đi với bà lên đó nhận dạng xem sao. Trời ơi, ông quản gia vào rừng sâu làm gì để bị thú dữ ăn thịt vậy? Thôi, để cho ta ngủ, mai còn phải thức sớm. Đại ơi, sao càng đi á tao càng thấy sâu. Sâu quá, sợ quá. Mà người ta nói vô trong rừng sâu này á là có đi mà không có về. Nhất là ngủ một đêm á là coi như là đêm đó là sẽ bị hùm beo hổ báo ăn thịt á. Mà ông quản gia ông vô trong rừng sâu làm cái gì vậy đệ? Tại ông biết nhiều chuyện quá nên đi vào rừng chôn xuống đất cho bớt đó. Mày nói cái gì vậy? Tao không có hiểu. Mà bà biết mà hiểu mấy chuyện làm gì không biết. Đệ à, hay là bây giờ mình đi về đi. Ở trong rừng sâu này tao sợ quá. Mà mày cứ nhớ hướng ra không vậy? Đệ ơi, đệ. Đệ ơi, mày có nghe không? Mày có nghe tiếng động gì không? Đi đi đệ ơi, đi đi đệ. Hình như đó là tiếng của thú dữ đó. Bây giờ bà cứ đứng yên ở đây đi, để tôi đi xung quanh coi thử xem. Không được, không được. Tao đi theo mày, tao không ở đây một mình đâu. Tao sợ lắm, tao sợ lắm. Nếu mà hai người đi sẽ gây tiếng động lớn, chúng sẽ kéo tới đây nhanh hơn. Bây giờ bà cứ đứng yên ở đây. Nè, mày đi mau về nha. Tao đứng đây một mình tao sợ lắm đó nha. Mau mau về nha. Được rồi, bà cứ đứng yên ở đây đó nha. Không có đi đâu đó. Nhanh nha. Ừ.
tưới máu chó dẫn đường rồi. Không lâu sau tụi thú dữ sẽ kéo đến đây. Bây giờ mình mau rời khỏi đây đi cậu. Đi. Cứ phó mặc cho trời trên trọt. Đại ơi, đại ơi, tội nghiệp, không biết thù oán gì mà bị người ta hãm hại đến nông nỗi như vậy. Chứ ta không đi ngang qua, có lẽ ông đã bị thú dữ ăn thịt rồi. Thôi, ông cứ tạm ở đây đi. Khi nào bình phục, ta sẽ tìm người thân đưa ông về nhà. Bây giờ nàng uống như ta. À, nàng uống như ta. Wow. Wow. Tới đây. Nàng uống đi. Tới nàng đó. Xin lỗi thiếu gia, hôm nay thiếp không uống được. Nàng phải uống. Ta có rất là nhiều tiền. Ta có rất là nhiều tiền. Nói nàng phải nghe. Uống đi. Thiếp không uống, thiếp không uống được. Xin lỗi thiếu gia. Ta nói cho người biết, thế nào chống cự ta đều phải chết. Uống đi. Uống. Uống đi. Tại sao ta nói không nghe? Đứng lại. Đứng lại. Giờ cãi lời ta. Lỗi cần tôi không nghe sao? Ta có rất là nhiều tiền. Ta có rất là nhiều tiền. Ta có thể mua đứt cả người. Ta cứ không được chống đối ta. Chống đối ta thì phải chết. Chống đối ta thì phải chết. Thiếu gia, thiếu gia. Vậy mà ta. Thiếu gia là tội, thiếu gia là tội. Thiếu bà Dũng vô đây. Dạ, dạ. Bà Vũ đi từ sáng đến giờ chưa có về thiếu gia. Dạ. Không cần bà ta nữa. Mà quát cho thằng ổn. Còn mạnh tay lên. Dạ, 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 dạ. Thank you.
vô đây. Dạ dạ. Bà ta làm sao mà quay về được? Bọn thú dữ sẽ không tha cho bà ta đâu. Chắc giờ này chỉ còn một xương thôi. Mà Vũ đâu rồi? Dạ, cậu chủ gọi ai vậy? Bà Vũ đâu? Cậu chủ quên rồi sao? Mình đã đưa bà ta vào rừng sâu, qua đêm rồi, không có toàn mạng trở về đây đâu. Đứa mày, đêm qua bà còn về đây quạt cho ta ngủ, còn pha cho ta một ấm trà. Ấm trà còn nóng, ngươi sao xem? Chắc là tụi gia nhân nó pha đó. Để con đi ra ngoài coi, hỏi nó thử coi. Thấy ông hôm nay đỡ nhiều rồi. Trả hết đi cháu, chỉ là sức nha. Mua cho chú nè chú ơi. Mang vô đi cậu. Dạ. Đây, muối của chú đây. Cảm ơn cậu. Trời ơi, dạo này mưa gió quá à, cho nên đó đường đi vô nhà chú khó quá. Con định lên giá phải không? Dạ, đâu có, con nói vậy thôi chứ đâu có đâu. À, mà chú, dạo này chú đi săn ra sao rồi? Cảm ơn cậu, chứ bình thường. Dạ. Quản gia.
ông rồi. Quản gia à? Ông có khỏe không? Hả? Con đây. Con biết công ta. Dạ. Quản gia. Ông bị sao vậy? Tội lắm cậu ơi. Ông ấy bị người ta hãm hại. Cũng may tôi đi ngang phát hiện kịp thời, mang về cứu chữa. Nếu không thì... Quản gia, ai đã ra tay tàn ác với ông như vậy? Ông nói cho con nghe đi. Quản gia. Cậu à. Quản gia. Cậu, tôi đó không biết nè. Chẳng những ông ta bị móc đi đôi mắt của mình, còn bị cắt lưỡi nữa, nên không thể nói chuyện được. Đúng là quá dã man, không còn tỉnh cơ. À, tôi có cách rồi. Cậu nè. Dạ. Cậu có thể nói chuyện với ông ấy qua miếng da này. Dạ. Quản gia, ông cầm đi. Có gì con hỏi á, ông cứ viết vô. Có phải chính thiếu gia nhà họ Đào đã ra tay sát hại ông không? Quay tác quái làm hại dân lành như vậy đâu. Tôi sẽ trở về đòi lại sự công bằng cho cái chết của cha mẹ tôi và giải đi nỗi uất hận trong lòng ông. Đó đúng mới là đạo lý được cậu biết. Người đâu? Mau tới nhà họ Đào, bắt tên Đào Tấn và tên Đệ về đây đối chứng cho ta. Cậu chủ ơi, cậu chủ ơi, cậu chủ ơi. Ồn ào quá, không phải ta đang làm việc sao? Dạ, tên quản gia còn sống, hắn cùng với tên gia quý lên huyện đường kiện thưa cậu đó. Quân lính sẽ tới đây, bắt cậu về thẩm tra, cậu mau trốn đi. Im miệng, ăn nói bậy bạ, quản gia nào còn sống? Tên quản gia bây giờ mắt bị mù. Tên gia quý dẫn quản gia lên huyện đường đánh chống kêu quan đó cậu. Thưa, mấy ngày tới tìm ai? Ta có cháp của quan đến đây để đòi tên Đào Tân về công đường để tra xét. Bỏ, cậu nghe chưa? Tụi mau trốn đi. Thôi đừng có lụm nữa đi. Dừng lại. Châu An. Dừng lại. Châu An.
là ai? Không phải Châu á. Chết rồi, phía trước U Hĩnh từng cha chắc là đang chi tìm cậu và con đó. Bây giờ làm sao mà thoát ra khỏi cái làng này đây? Đúng là cùng đường lạc dẫn mà. Mà không lẽ bây giờ hai đứa mình chịu chết chung hay sao? Tất cả là do cậu sai khiến con, chứ con đâu có sát hại ai đâu. Yên mày, nếu mày sợ chết thì đừng theo ta. Đừng chụp nha. Bây giờ con có một cách như thế này. Con sẽ ra đó đánh lạc hướng bọn chúng. Lúc đó cậu thừa cơ hội bỏ trốn nha. Con đi đó. Con đi nha. Con tên là Đệ, là người ở của nhà họ Đào. Bây giờ con xin khai Đào Tăng trốn ở đâu, con có được giảm nhẹ tội không? Vậy hắn ở đâu? Dạ hắn trốn ở đằng kia kìa. Phụ ba bên kia kìa, đuổi theo. Khốn nạn. Thì ra là ngươi. Chắc ngươi cũng không ngờ có một ngày ngươi bị truy đuổi giống như một con chó bị cục đuôi. Ta biết là những việc làm trước kia của ta là sai trái, nhưng mà ông cứu ta đi, ta sẽ cho ông vàng bạc. Cái thân ngươi bây giờ lo còn chưa xong, lấy đâu ra vàng bạc để lo cho ta? Ngươi tưởng ta là con nít dễ dụ hay sao? Vậy bây giờ ta phải làm gì? Ông mới cho ta trốn ở đây. Ngươi làm chó đi. Có làm không? Không làm phải không? Làm. Làm. Ừ, ta làm. Nè, chó là phải sủa chứ. Có sủa không? Ta hỏi có sủa không? Sủa. Ta sủa. Ngon. Ngon. Không ngờ cũng có một ngày ngươi làm con chó ngoảy đuôi đi theo ta. Cái này nè là ta trả lại cho ngươi. Năm xưa đó ngươi bắt ta làm trâu cày ruộng, nhưng những tội ác của ngươi làm thì không thể dung thứ. Mấy anh lính ơi, mấy anh lính ơi, tên tội phạm Đầu Tân nó đang trốn ở đây nè. Mấy anh lính ơi, mấy anh lính ơi, kìa kìa nó chạy kìa, kìa kìa nó chạy hướng này, nó chạy hướng này, tên tội phạm Đầu Tân đó.
Đệ ơi, đệ ơi, con ơi, con ơi, mẹ là mẹ của con mà sao con lại đối xử với mẹ như vậy hả? Mẹ đã sai, mẹ đã sai khi đã bao che dung túng cho mọi lỗi lầm của con hết lần này đến lần khác. Tâm ơi, Tâm ơi, mẹ chết đi cũng không sao, nhưng con còn bé bỏng lắm Tân ơi. Ai chăm sóc cho con? Ai lo lắng cho con? Con ơi, con của mẹ ơi, có ai không cứu tôi với? Có ai không cứu tôi với? Mẹ ơi mẹ ơi, bây giờ mẹ đánh con đi, mẹ đánh con đi, mẹ đánh con đi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đánh con đi, con thương quá mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, bây giờ mẹ đánh con đi, con thương quá mẹ ơi, con thương mẹ rồi. Nữa có 10 ngày rồi, hãy theo ta xuống Mỹ Mô Quan để diện kiến Diêm Vương.